Sợ nó gãy á. Leo lên thì sợ nó gãy á. Thôi nhìn thấy thèm. Trời hồi nó lắm đó nha. Trái bành bành không kìa. Đó tôi đứng gì là gió là tới rồi giờ cái gì nè. Nắng rồi cái nó gì theo nắng rồi nó không thấy thấy. Thầy mà nó thấp đâu mà. Hột khỏe lên chia ra rồi. Rột ăn. Này mà nó thấp đâu mà. Hột cây à. Thấp mới đủ mà ăn lại bà hảo tao mới sợ. Thấy đi chứ, mua bán nữa. Lại lật hết rồi. Ngọt. Nó quá gọn cháu. Ừ, làm gì đó. Bóp. Trời không có kinh nghiệm chụp rồi. Thì chạy thọt hoài đi. Kệ kệ biến chụp biến. Thôi, u đầu. Trời ơi, giỡn bóp. Nó có cái mền á. À, tôi lấy cái mền sao không? Trời ơi, nhỏ chưa lụm rồi cha. Từ từ ba, hơi u đầu. Có con nào chọn ăn được chưa? Mà chụp một cái vô, quậu nó ăn đây. Chụp dễ tay trời. Cái gì của cháu nó không có gì lắm đó. Bữa thì bữa nó đang hái chín chín gì nữa. Chị Năm nè, có lấy. Thôi chị có trong rồi kìa. Cái này mà chị Hồng có cho một bọc mấy hả?